cano du lịch đó. Quá nhìn gần nó bự ha, mấy tàu biển mà chở công nó bự khủng luôn. Tàu này xong chứ đâu có đi biển được đâu. Nó mấy tàu mà chở bê công đi biển nó còn kinh bự dữ nữa. Coi xuyên qua đẹp ghê, nhìn thôi nó gỡ cái cục nó ra luôn là đẹp. Có cục bê tông cắm xuống quá cao quá. Lóng này xây ra là nó bán hết luôn rồi. Đám lục bình trôi đó hả?